nay là một ngày trời nắng rất là đẹp và hai vợ chồng mình đã đi xe ra biển, đi ra bờ biển nơi đồng không mong quạnh để ngồi hóng gió và hóng nắng. Thì lúc mà đi dạo dưới bờ biển á, bây giờ thủy triều đang xuống thì thấy có mấy con sò nó nổi lên trên mặt nước. Mình bèn thò tay xuống thử thì trời ơi, nguyên một ổ luôn. Chỉ cần thò tay xuống là vớt lên, thò tay xuống là vớt lên. Mọi người nhìn nè, đó, nhiều vô cùng tận. Bây giờ mình sẽ quay cho Sao mọi người cùng xem, là không để mọi có người biết được là nó nó nhiều tới mức độ nào, không không cực nó kỳ nó nhiều luôn. cái cá long á. Đây, Bãi biển này nó có cái lún 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 nè, cá đây, lây rồi một chú, ôi trời ơi, chú nữa nè, thấy không? Ô, hình như còn kìa, đây nè, đó. Vỏ rồi này, còn nữa nè, nha, nhiều ghê luôn. Rồi bạn dễ. Trời ơi. Ôi Trời nhiều ghê ơi. luôn. Lượm giỡn mang thiệt nè mọi người. Ủa hai con nè. Trời ơi. Nhiều dễ sợ. Hả? Trời ơi. Trời đất. Hả? Thiệt hả? Tôi tưởng giỡn. Có hai Hả? con nè. Trời ơi. Ôi trời. Dữ quá. Ổ rồi. Đó. Tự nhiên đây Ba rồi con nè, ổ nè. Hợp. Anh cho lúa lượm có được không? Rồi đây xuống lượm, cắt nó đây. Cắt hả? Nào đưa anh cầm cho anh quay cho nữa. Ủa anh đeo được luôn hả? Rồi, tới lượt lúa nè. Nè có lúng lúng nè, lúng nè. Thiệt anh ơi, ở đâu nữa? Nó nhìn cái lún lún tự phát hiện đó. Ủa, nhiều quá chết. Ủa, thiệt nè. Vỏ không cắm bắt. Ô, thứ hai. Cá thứ hai luôn. Ồ, cái này bị ngon nè. Ok, đào thôi. Ok đây, chỗ này, chỗ này được, chỗ này. Không đó. Tiếp tục nhanh. Có ngón tay á, cùng nhanh cái đó. Không đắt được cá. Rồi, không có như này. Ngón tay. Con. Vui hè, vui hè. Vui chưa? Đưa 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 kéo cái tay lên lên qua cửa chở luôn. Wow. Đó, nó đang lè ra thấy không? Đó móng tay nó đang lè ra nè. Kia đâu. Tại nó nằm dưới này dễ hả? À. Này từ từ nó mới đứt. À, nhìn cái này. Sao chưa? Vậy bữa trước mua móng tay làm chi? Ở Yến Cồ làm chi? Nó ra đây bắt ăn. Được quá. Ừ, một con nữa nè, con móng tay này. Nhiều à. Wow. Thôi đi mua kiếm muối. Thôi bữa khác qua. Bữa khác mình ra anh bắt. Biết chỗ rồi, biết chỗ rồi. Ở đây nhẹ đến đứt. Ê. Con này nó có móng tay mà. Dạ.
và bây giờ mình đã lên xe để quay về nhà. Mọi người nhìn trời nắng như vậy thôi, nhưng mà thực tế là ngoài trời chỉ có 4-5 độ nên là rất là lạnh. Mình không thể vừa bắt hàu và vừa bắt sò, mình không thể vừa bắt sò lông mà vừa quay cho mọi người được. Chỉ đợi khi mà mình lên xe để cho đỡ lạnh rồi thì mình mới quay chào tạm biệt mọi người. Hy vọng là mọi người đã thích video của mình ngày hôm nay. Đây là một cái vlog mình quay ngẫu hứng, tại vì mình không có kế hoạch trước là sẽ đi bắt sò lông, mà vô tình khi mình đi dạo biển thì mình thấy được nên mình đã quay lại cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.